Chào anh em Nhắc lại mình kẹo Onoa miền và hôm nay mình quay trở lại giới thiệu anh em những dòng kẹo 5.5 bên mình nhé Và trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì mình xin phép anh em Những em nào đang theo dõi được video của mình thì cho mình xin một ấn like lên video Và anh em đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để mình lấy thêm được tương tác với anh em nhé Những em nào đã sử dụng qua hàng nhà mình có điểm nào chưa hài lòng thì anh em mình luận góp ý nhé Để mình có thể cải thiện, phục vụ cho anh em tốt hơn Còn anh em sử dụng mà cảm thấy ok thì anh em mình luận là ok nhé mình xin chân thành cảm ơn anh em. Cách thức mua hàng bên mình là anh em đặt hàng mình sẽ ship series cho anh em anh em nhận hàng thanh ra tiền anh em đi ý hàng nhà mình là không đồng kiểm nhá hàng không kiểm anh em là tin tưởng quý mến thì mua hàng anh em nào không tin tưởng thì có thể theo dõi thêm hoặc là có qua shop khác mua để tránh mất thời gian của đôi bên anh em nhé còn hàng nhà mình thì mình đã giới thiệu như nào sẽ gửi đến tay anh em 100 phần trăm như mình giới thiệu luôn anh em nhận hàng không được như mình giới thiệu anh em cứ gửi hàng cho mình nhá để mình gửi để tiền cho anh em hàng nhà mình là luôn bao đổi trả đấy nói luôn là luôn bao đổi trả cho anh em anh em cảm thấy không ưng thì có thể trả lại là mình gửi lại tiền cho anh em đó. và cũng như đầu video mình đã nói thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em những dòng kẹo bên mình đang bán là nhà mình đầy đủ các loại kẹo đó, như là sạt lung này lập ngân mập này monster này nấm dài này xuyên phá này đầy đủ các loại luôn đó đầu tiên là cái mẫu salon đã lung nhà mình có 5.5 và 5.52 lung con nhầm chỉ dây đít nõm nặng uh, 26g anh em nhé anh em chơi mẫu này cứ tăng áp cao lên đó, anh em chơi uh, áp cao, đẩy được tốc cao, chơi càng phi luôn anh em nhé Đó. Cái mẫu kẹo này nó có độ chuẩn cực kỳ cao luôn Mình bao chuẩn cho anh em là 150m anh em nhé Đó. Nó có độ chuẩn cực kỳ cao Sức phá của mẫu này thì khỏi bàn luôn anh em nhé sẽ lung đầu đủ to này Khi bèm trúng mục tiêu rất dễ đả viên kẹo ra luôn Đó. Khi nó đả viên kẹo ra, sức phá thì khỏi bàn luôn anh em nhé Đó. Anh em không phải suy nghĩ luôn Đó mẫu lê mình đang bán là 500 000 một cân bao ship anh em nhé đấy còn à, đây là cái mẫu xuyên phá zip xuyên phá zip này thích hợp cho những em nào đi rừng Đó. anh em đi rừng thì gần như là không đem khoảng cách xa nên là chơi cùng với mức áp của lấm cũng được anh em nhé sức phá thì cực kỳ mạnh luôn cho anh em đem thú Đó. mình đang bán mẫu này là bốn trăm rưỡi một cân bao ship anh em nhé tiếp theo đến cái mẫu đặc ngăn mập Đấy, đặc ngăn mập thì nhà mình đầy đủ kích thước từ năm 50 đến năm 56 luôn Đó à, uh, anh em nào chơi lâu ngày cành nó mòn thì anh em tăng size dần lên nhá cho nó phù hợp với kích thước cành hàng nhà mình này, tất cả đều là chỉ mềm nhập đóng máy anh em yên tâm về chất lượng luôn đó về chung hai tầng cực kỳ đẹp luôn đó. khi anh em mua hàng 5.50 này thì anh em kèm theo lời nhắn là 5.5 chuẩn giúp mình nhá đó. còn đây là 552 mẫu kẹo lấy bao chuẩn cho anh em là 130m nhé và bao lắp xe là 90m đấy là bao với cành tầm trung nhá nếu mà cành của anh em là cành nhập cành cao cấp thì có thể đem sao nhiều luôn đó. đây là 554 này đó. hàng cực kỳ đều và đẹp luôn nhìn viên kẹo rất là sắc nét và khuôn mắt anh em nhá đó. đây là 556 anh em nhá đó nhìn hàng cực kỳ đều và đẹp luôn đó. không một chút ba viên có cạnh nào anh em nhá hàng cực kỳ đều và đẹp đó. còn đây là mẫu mon tư Đấy, mon tư mới ra thị trường một thời gian nhưng em đang săn đón rất là nhiều này. Đấy. Mẫu kẹo này anh em chơi phản hồi rất là tích cực luôn. Đấy. Mẫu kẹo này thì nhà sản xuất vừa tăng giá lên là mình đang bán là 500 nghìn một cân bao ship anh em nhé. Đấy. Vừa rồi trước Tết thì xin được xuống giảm giá nhưng giờ họ lại đòi tăng giá rồi. Đấy. Nên là mình lại bán lên 500 anh em nhé. trước Tết mình cũng bán 500 nhưng mà gần Tết thì mình xin được xuống 450 rưỡi Nên giờ lại Họ lại đòi tăng giá nên mình phải tăng giá lên Đó. Mẫu kẹo này thì nó có độ vươn và độ nước gió cực kỳ tốt anh em nhé Cũng là vế chung hai tầng Mẫu kẹo này dài hơn kẹo lấm một chút Chơi không kiến cảnh và độ vươn cũng cực kỳ tốt anh em nhé Chơi cực kỳ phi Mình đang bán là 500.000 một cân bao ship anh em nhé Còn đây là mẫu kẹo dài Đó. Kẹo dài này có độ vươn cực kỳ tốt Đó, Đó thân nó dài nên nó chịu được mức áp cao nên độ vườn cực kỳ tốt luôn nhưng nó sẽ hơi chén cảnh là các cả anh em nào mà hợp với mẫu kẹo này thì chơi cực kỳ phê luôn Đó. vé chung hai tầng anh em nhé độ vườn cực kỳ tốt và rất trộm cực đi xa anh em nhé em nào mua mỡ nào thì cứ liên hệ với hai đầu số hình clip nhé. số điện thoại và zalo mình mở 24 trên 24 luôn xin chào anh em